Rồi nay mình làm cái clip xàm nữa nha anh em. Cái này mình làm cái clip mà đá gà cái phong thủy nha. Ha, đá gà cái phong thủy. Tại sao kêu đá gà phong thủy? Tại vì kim mộc thủy hỏa thổ anh em đá có 5 ngày. Năm cái mạng nó kim mộc thủy hỏa thổ ha. Tại sao mình không có đá cái mạng con gà nữa, mình đá cái phong thủy của mình đó nha. Phong thủy là phong thủy nhà của mình đó. Như 12 con giáp. Như 12 con giáp đi anh em, hình thức số mùi tí số dần mẹ hình thức số mùi đó ha. Thì anh em cái ngày nào mà anh em tương khắc á, tương khắc lại cái ngày trong tứ hình xung đó nha. Anh em coi kỹ nha cái ngày để mình vô đến lịch đây. À đây một xíu anh em mình vô lấy lịch cho anh em. Đợi xíu đây mình đón hụ anh em ơi, chưa mới bắt đèn anh em ơi. Ngày chết mẹ vậy đó. Ha à, đây lịch lịch nè. À, anh em hãy giữ nhâm tý không? Đó. Ngày nhâm tý. Ha à, ngày nhâm tý là cái tý đó là cái ngày của ngày tuổi anh em đó nha, cái ngày anh em đi đá đó. Chứ không phải là cái ngày con gà nha, cái ngày phong thủy của anh em á là cái ngày như hình thức số mùi đi. Hình thức số mùi là trong cái bốn cái khung đó là anh em khắc với nhau. À, rồi anh em đi đá, tại lý do sao mà anh em đá gà cái thua hoài không quên. Cái nhà nó xui mà nó xui mà nó mình đá nguyên cái dàn gà thua 5 con, 3, 4 con. À, anh em cứ kết hợp gì như mình nói nha. Hình thức số mùi anh em chế chỉ nhâm tí, ngày đó ngày nhâm tí đó là anh em lấy tí đó. Là cái ngày tuổi của anh em á. Thì mình không chỉ sao mình nói hết được thì cái ngày tương sinh tương khắc của anh em mà chơi đá gà thì anh em tin tưởng anh em chơi đi nha. Đó, mình nói gì đây. Đó, anh em cứ chơi cho mình nha. Cái ngày như ngày của kim, ngày kim á thì anh em đi á, anh em bận áo trắng ha. Áo trắng này cái ngày đó ngày kim mà cũng con gà chuối nó đá anh em, gà chuối với gà nhạn nha ha. Bông rồi đó, anh em bận cái áo mà đầu trắng đi, anh em bận áo trắng mới là đeo dép trắng này mai cái nón trắng cũng được, quần trắng gì đó. Anh em đi đá thì anh em hay biết liền à, cái phần trăm anh em ăn nó sẽ cao hơn ha. Cái như cái ngày mộc đi, mộc thì xám ha, màu xám gì đó anh em bận cái áo màu xám hay là cái nón màu xám gì đó anh em đi đá, cái phần trăm anh em sẽ ăn nhiều hơn ha. Cái thủy màu đen, anh em bận áo đen, áo nón đen gì đó anh em đi đá ha. Cái phong thủy là vậy, nên vậy anh em cái kết hợp đi, cái ngày thổ thì màu vàng đó anh em cứ bận màu vàng anh em đi đá đi. Mà anh em cứ nhớ là anh em bận đồ nhưng không quan trọng, nhưng mà cái anh em cái quan trọng là cái mà phong thủy của anh em nha, là cái ngày của anh em phong thủy nó không tốt á. À, là cái ngày tương xung tương khắc của anh em là 4 cái ngày đó. À, anh em mà có trong cái ngày đó anh em quy lịch anh em đừng đi đá. À, cái ngày đó nó khắc nhau. Lý do tại sao mà cái hàng thả gà cho bên em đông anh em đi đá đây, anh em đi ba bốn người đi. Cái hàng thả gà đó. Chà, anh em cái ngày tốt của anh em cũng nguy hiểm nha. Ngay cái ngày anh em tốt, anh em tự anh em cầm gà anh em đá anh em thả nha. Nó ai dầm cũng biết, tự anh em thả nó sẽ may mắn hơn nha, cái phần trăm nó cao hơn. Đó, cũng như cái ngày của nó đi. Cái ngày nó đá, cái ngày của cái hàng thả gà anh em, cái hàng này gà anh em á, cái ngày của nó trong cái ngày trong tương xung tương khắc đi. Nó khác với nhau. Đó, ngày xui cái là trong cái ngày xui, nói chung là cái ngày xui của nó đó. Cái ngày xui của nó đá hay sẽ thua. Đó, anh em đừng có nói thừa là mình chỉ cho bậy nha, là cái ngày của cái hàng thả gà đó nó tương xung tương khắc nó xui đi, anh em thấy nó thả thua anh em 5-6 con này mình đá hoài thua hoài đó, lý do anh em mà thua bên đây, lý do anh em thua hoài đó ha. Đó, lý do anh em thua hoài. Ờ, đi đi. Đó, lý do anh em thua hoài đó. Đó, anh em nói gì đi. À, còn nhiều lắm nha anh em, để mình nói chút nhau, để mình nói luôn cho con thể anh em chơi cái kiểu phong thủy nha. Anh em đá cánh, em đá gà vô đá gà nó cánh như là bên đỏ bên xanh, ví dụ đi anh em dùm hai bên gặp ô với nhau á, anh em đá mình đá sang giường mà đâu phải mình đá sang bầu không mo đâu, có là đen trắng đen xanh đỏ xanh á, mình nói đại gì thì anh em thấy cái phần trăm cái hàng mà bên thả gà như buổi sáng đi nó ăn cái bên cánh mình đỏ đi, ví dụ nha anh em dùm vô cái xăng anh em đá đi, anh em để anh em đá cái lúc mà cái hàng mà thả gà cái trong một hai đầu đầu đó anh em thấy cái này nè, cái cánh mình đỏ đi ha, là đá nó thả gà, thả gà nó ăn hoài à, cái cánh mình xanh nó thua ha. Anh em cứ mà muốn vô đá anh em cái coi cái hồ kia cái phong thủy đó đang hên, cái dặn đang hên bên cánh nào nha anh em đó, anh em nhảy qua bên đó đó anh em trồng cửa
anh em chiếm sân nha, chiếm cái sân đá nha, chứ đừng có ngồi bên sân đại nha anh em, ngồi đại là anh em thua đó, xui đó, chứ không phải là gà mình giữ mình ăn nha anh em. Cái phong thủy nó đang tốt, cái đang thuận cái bên cánh đó nha đó, nói chung là cái phong thủy đang thuận cái cánh đó đó anh em, đá anh em nhảy qua cái cánh mà lên cánh, cái cánh mình đỏ mới đang đó anh em, tựa là anh em chiếm cái sân luôn ha. Cái cái đó là quan trọng nha anh em, chiếm sân á. Nhưng mà cái sân đó không phải là nó cái giờ nó có giờ dắt anh em là 1 tiếng 2 tiếng nha, trong cái giờ nó đang cái cánh nó đang hên nha, cái cánh phong thủy đang tốt đi. Còn anh em thấy mà cái con gà nào mà cánh mà nó bên đây nó bên đó mà nó bên đỏ nó thua lên đi, anh em vào bên xanh đi, anh em đấy nha, anh em đấy anh em cho nó anh em nghe thôi, anh em đấy đi, anh em vào bên xanh nó đang hoài đó, là trong cái phong thủy của nó, cái phong thủy cái dặn của cái hai cánh nó gà đó là nó đi có mấy tiếng một hồi anh em, trong cho mấy giờ nha, chứ phải là nó cánh nó là ăn hoài là anh em thu hoài, anh em chửi tôi à nha anh em, chứ là không phải đó, là cái phong thủy anh em, cái phong thủy cái ngày của anh em nữa nha, cái ngày của anh em đi đá là anh em nên là tự trồng cửa không được, khỏi trồng cửa không được, anh em tự trồng con gà anh em thả, đó là cái ngày anh em đang may mắn. Nên như cái hận của anh em thì anh em tránh mấy cái ngày như hình thức xuống mũi đó, anh em trong cái khung đó đó ha, trong cái khung đó là anh em chơi rồi anh em tránh cái ngày đó nha, ra nha, rồi anh em chơi anh em biết liền à anh em đó. Mình nói với anh em cái này chia sẻ chút đỉnh với anh em thôi, chứ mình không có chỉ, đâu có chỉ ai đâu, mình dám chỉ ai, mình cái nói chung mà là mình không có hơn ai cho anh em ơi, nhưng mình có cái mình biết chút đỉnh, mình chỉ anh em chia sẻ anh em thôi. Cái cách mà nhiều anh em thấy thắc mắc rồi đó, già sẽ thu bữa nay thu 3 con 4 5 con gì đó ha, là anh em coi lại nha, coi lại mình cái lời mình nói nha anh em, coi kỹ cái lịch đi anh em, là anh em biết là cái trong cái nhà xung tương khắc của anh em này nè, cũng như cái cánh cái nhà anh em nó xui, chẳng hạn nhà anh em nó không hợp đi, nhưng mà cái hàng này gà anh em á, cái hàng này gà anh em là trong cái nhà đó là cái ngày phong thủy của nó tốt đi, nó đá cho anh em ăn hoài, chứ không phải là cái ăn thua là cái hàng hái gà anh em, cái mạng con gà đi chung với cái hàng người chủ nha nha, cái mạng người chủ mà nói chung là nó đi chung với cái người thả gà luôn á, nó cái mạng con gà nó ngộ lắm, chứ không phải là thấy như vậy nó vậy anh em, nó đi tương xung tương khắc với nhau tùm lum với anh em. Hôm nay mình đã chỉ anh em, chia sẻ anh em vậy thôi, chứ mình không có dám dạy ai nha anh em, cứ coi mình chơi đi, coi hay mình chơi đi rồi anh em nghe đi, rồi anh em đi đá thử thì anh em biết cái phần trăm của anh em thắng nó cao hơn à, hiệu sức. Nhưng mà nói chung là con gà anh em nuôi tới pin đi anh em mới đá nha, à, tới bên đúng dắt đúng giờ già cả của nó đó, đúng tháng nữa anh em đá là phần trăm nó cái cao hơn nha anh em, chứ đừng thấy mà gà hay cái gà tơ tơ cái anh em thấy cái gà tốt nghe em nói cái này ẩm đi xúc nha, nó cũng hại con gà lắm nghe, nó có cũng hai mặt anh em, nhưng mà anh em nuôi con gà tới bên đó đá mình không sợ nha. Hôm nay mình chia sẻ anh em cái cách đá gà phong thủy nó vậy anh em, con gà của mình nó ăn được 3 ít nè anh em, nó 2 bình dầu quá nha phải là vậy chứ, nó 2 bình dầu mà che mà ấy đó. Gà nào nó vậy 2 bình dầu hay nhiều quá anh em thấy là che 2 bình dầu giờ đó, nó nè mình quay bự lên đó. Cái mặt ngoài của nó đó, đó. Tích dầu nha, cái dòng gà của mình tích dầu luôn nha anh em, không có hơi tích đỏ nha đó. Đây gà nồi của mình mới sắm lúc 6 Tết này. Đá mình bán mày đậu mẹ nó kêu đá ăn nó trước mắt nó mới mua, nó kêu mình quay lên lắm trên á, nó không mua, mình nóng quá mình ẩm nó xúc luôn, vô đá còn chừng 1 độ lọt cái teo dính cái cửa luôn nè. Thấy đu dữ trời, nó ngáo hả? Ăn cái bằng áo. Giờ ở giờ này 5 giờ mấy anh em, 6 giờ. Thôi. Giá nó cao, rồi trắng cưa đen nha, mình là chơi cái dòng gà cứ trắng cưa đen nhiều anh em. Mình sắm chứ không phải là gà của mình sắm là cái nào vừa ý mình mới sắm nha. Đó, anh em dọn cái hình dáng đó đi, cái trắng cười đen. Rồi chào anh em nha, thôi lời chúc anh em đi chơi kết hợp hắn lớn nha anh em, đó là hắn đó nha, nhưng mình không thích cúng 100% nha anh em, nhưng mà ăn thua 100% con gà anh em, cái pin nha anh em. Rồi tạm biệt anh em.